Hello mọi người nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Hiệp Bạch Long nha. Mình hiện tại đang có mặt tại bờ biển này. Đấy. Đó, mình đang có mặt tại bờ biển Đài Loan này mọi người. Đó, đây là cầm cầu nha mọi người. Thì vừa mình ăn thịt nướng ở trong kia đi vòng ra đây chơi. Đây này mọi người. Đấy, vừa mình ăn thịt nướng ở trong đây. Đó. Đây này. Đây là cái khu công viên nhưng mà đã bị bỏ hoang rồi. Nên là không thấy mọi người đến đây chơi nữa. Thì mình ra cầm cầu và nướng thịt cho nó mát. Đấy mọi người. Đó. Ôi. Ở đây nắm mấy ông này mọi người. Đây là có cây bàng này mọi người. Đó. Thấy mọi người có cây bàng này. Ở dưới nắm nắm quả không? Đây là quả nó rụng xuống mà nó đã bị bây giờ chỉ còn mỗi cái quả khô thôi này mọi người, nhiều không à. Bây giờ đến với món ăn truyền kiếm nha mọi người. Mình thử đập cái hột này nha. Ngày xưa đi học là hay ăn hột này lắm này. Đây này mọi người, đó, rất nhiều hột chứ, rất nhiều quả này. Giờ mình đập thử nè. Đấy, mình đập thử cái hồi này, ngày xưa là đi học cấp 2 ở mình thì cũng có cái bảng. Bây giờ đi làm 5, 6 năm rồi. Nó lắm rồi chưa ăn cái món này đây nhá mọi người này. Đó, có bảng đấy. Đó, mình đập thử bảng nè. Đấy, ngày xưa đi học là ăn cái món này thích lắm này. Bây giờ ra chơi là thường ăn cái món này. Này, ăn thử cái này nè. Đây này mọi người ơi. Đó, nó bị bẹt rồi. Cái quả này thì như cọc nhét đấy, đập vào khác này. Đây này, quả to to này nè. Ôi, quả này bị khô rồi, nó khô hết rồi mọi người. Đây, mấy quả này đập thế nè. Chắc quá. Ôi, chắc cái nhỉ. Đấy, vỡ rồi này. Đấy, cái nhân đây này mọi người. Đấy, mình thử nếm thử nè. Cái hương vị này là ngày xưa nè. Ngày bé kia là hay ăn. Ngậy lắm mọi người ạ. Ngon ngon cái ngậy. Cặp tiếp à. Đây. Đập tiếp quả này nè. Quả này không có nhân nhá mọi người. Chắc nó bị khô nhân rồi. Khả năng là nó rụng ở dưới này nó lâu quá nó khô nhân này. Thôi, quả này cũng bị khô rồi. Kiếm ra nào ở đây rất nhiều. Đâu, đầu gà đi nè. Đây. Đây là cậu mình nha. Bao nhiêu năm nay là bao nhiêu tuổi rồi? Năm nay là 40 mấy tuổi rồi mà hát còn đi ăn hột vàng này. Đấy, ôm lại tuổi thơ đúng không mọi người? Đó. Đấy. Ui rồi thầy đập cái quả nó nhép đập cái quả màu đen đấy. Quả này á? Vâng. Thầy khả năng là ngày xưa ăn nhiều có kinh nghiệm. Ngày xưa... Ui nó sạc. Vỡ rồi. Nhân này mọi người. Vỡ rồi, đập nguyên đấy cho đập mấy quả này.
2-3 quả được nguyên nhân, ngon lắm. Chúng ta ăn một bàn. Thế sao rồi có người ta bán thì người ta hãy tách đâu vậy? Kỹ thuật hay máy? Thấy nó nát bét rồi, không được thế này, thế này. Không kinh nghiệm rồi. Không hả? Đập ví dụ đập bét ra được, thế đập dọc ra được ra hai. Đấy ra rồi kìa. Dạ, đấy. Đấy, thầy liếm thử thế nào. Sau sau 20 năm không ăn. Thôi để cháu ăn được. Nhìn ngon thế này mà. Đấy, như thế này là được. Vẫn chặt chặt. Đấy. Đấy, ngon chưa mọi người. Nhân này mọi người. Đấy, tay nhân này, đây cho anh Hải. Tay ăn thử và cảm nhận nhân này, nó có ngon đâu. Đầu tiên là đấy. Bồi bồi. Bị hạt điều lạ. Ngại yếu, tại vì hạt này ngon. Đấy, có thấy thầy rồi, đúng có kinh nghiệm rồi. Đây, kinh nghiệm rồi. Ăn hột này ngon. Thấy nhân này mọi người nhá. Đó, thấy không? À đây, quay được. Nhân đây nhá mọi người này. Đó. Nhân này mình ăn này. Ngon tuyệt vời luôn. Tuyệt vời mà trời. Ngậy béo ngậy mà. Ngon lắm. Mì nữa. Mì đi ra, mì đây cái phần đá nhỏ nhỏ rồi. Đây. Đập ngậy lắm. Ngon ngậy mà, thầy đập giỏi lắm. Em đập vỡ tan, vỡ rét rồi kìa. Rơi đất rồi, tôi vù lại ăn. Ngon. Thôi. Thầy ơi. Thầy. Đồng ý dân tộc. Đây là các bạn đã được thử trải nghiệm là trò về ký ức tuổi thơ. Đây là một vé về tuổi thơ. À tuổi thơ. Đây này. Này, phải treo rồi. Úi giời ơi. Mai thôi đi mà này, mình vừa nhau sang sống. Hảo chứ. Đấy, cậu này vớ được cái cục rồi. Đấy, cậu đập mấy giỏi vào đấy, cậu đập được mấy quả liền. Dọc luôn ấy. Anh như kiểu hạt lạc ấy. Sau đây là công phu gọi là gì nhỉ mọi người? Đây là công phu đập hạt đập quả bàng nhé mọi người. Sau 30 năm thất lạc thì nay đã tái xuất giang hồ. chuyên gia đập quả bàng đấy nè. Đấy, chưa giỏi chưa giá đâu đấy ăn này. Ngại cực đấy. Úi giời ơi, này tiền điên gì kinh không, quá tuyệt vời đấy, cha cầm ấy quá ngon đi nữa gì bây giờ sẽ được lên cây như nên tivi. Tên là thối rồi. Đi về, ở đây đầy dẹp bố mẹ. Làm gì có dẹp, dẹp vào đâu mà dẹp. Đấy. Khi chúng ta đang ở thời kỳ gọi là lâm trường chuẩn bị chuyển sang 5.0 thì mọi người sẽ thích về thời kỳ đồ đá. Đây mọi người nhân này. Đấy. Mọi người lại thích quay trở về thời kỳ đồ đá để đập đập bàng, dùng đá để đập quả bàng ấy. Thấy chưa? Quay
ấy thế này mới chuẩn. Còn trên kia là con tinh tinh nhá mọi người. Ơi, tinh tinh ra đu cảnh đấy. Khi mọi người đã quay, khi mọi người đang ở thời đại 5.0 thì chúng ta lại thích quay trở về thời kỳ đồ đá đấy. Trên kia là tinh tinh ra đu cảnh vàng. Lắc mạnh lên. Đấy. Đấy, gây cây của người ta. Mày nét. Ok. Hoàn chưa? Đó. Ôi, này mới đẹp mới ạ. Này. Thả này. Con cháu đây rồi, không cần nữa. Ngon chưa? Đi trồng về không? Đợi lúc đi, hả này không? Đã quay trở về thời kỳ đồ đá đấy. Quá chuẩn đấy. Giỏi chưa? Nắm nhân cho mọi người. Đấy. Ôi, đi dưới đuổi, ôi, chân tay mình rất là nhiều. Đây, cậu mình ăn đang say mê với cả cái món. Đây này mọi người, nhân này. Đó, nhân đấy mọi người. Thôi, mình xin dừng video tại đây nha. Bye bye mọi người nha.